Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức quyên góp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ để ủng hộ, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Với ý nghĩa, một miếng khi đói bằng một gói khi no và tinh thần tương thân tương ái, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày lương, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Bộ Công Thương chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.